sao nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly, chỉ buông nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo ta tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rồi. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nó tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rồi. Chẳng còn gì, ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Dù con tim nát tan, thôi ta cũng đành chia tay. Cảm ơn bạn hoàn thành phần dự thi của mình. Và hãy nhìn xem bạn nhận được bao nhiêu lượt bình chọn. 94 lượt bình chọn. Ấn tượng. Quay trở lại, đúng kiểu là mình có rèn luyện hơn xưa hay không? Mà trở lại lợi hại như vậy lấy 94 lượt bình chọn. Dạ thì em cũng có tập luyện nhiều và cố gắng thật là nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi lên đây thì em tự nhiên cảm thấy lại bồi hộp lại. Là do khán giả hay là do bộ ba gương mặt thân thương ở ngồi phía giám khảo? Em nhìn chị mà với cặp mắt thân thương cái kiểu đó thôi. Dạ đâu chị. Em nói lại chữ thân thương mà em nhìn chị thôi thì sao? Đây, những giám khảo thân thương như vậy. Hay là bị sao nè, có tâm lý gì không? Dạ thì em cũng sợ đứng trước đám đông. Nói chung em cũng chỉ cố gắng làm sao cho nó hết mình. Nói chung là em cố gắng hết sức. Hết sức, hết mình rồi. Dạ. Cũng là một số điểm an toàn cho bạn bước tiếp vào vòng 2 rồi. Từ từ nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi nè. Đó. Đến với lời nhận xét của giám khảo. Chị. Trịnh Đăng. Dạ. Xin mời Trịnh Đăng Bình. Cái điều mình rất là bất ngờ thì mình nghe, mình nhắm mắt là mình nghe mình không khác gì hạnh phúc bao nhiêu hết á. Và những cái nhã chữ, những cái đuôi, mấy cái bể đuôi đuôi của một cái một trong những điều đặc biệt của Đông Hoàng Phúc á thì bạn cũng có. Nhưng mà một cái điều mình thấy hay thế này nè, có nghĩa là anh Đông Hoàng Phúc á, ảnh nói chuyện sao ảnh hát giống vậy. Nhưng mà ở bạn thì bạn có một giọng nói khác hoàn toàn. Cái giọng hát này thì mình nghĩ đây là một cái này mình chấm hát thôi, không có chấm nói. Dạ nha chị. Bình ơi, mình quay về tiếp Bình. Mình thấy là giống lắm, nhưng mà có một cái thì nãy chắc là có thể hồi hộp quá hay mọi người đã vỗ tay nhiều quá nên mình hơi bị chật nhịp mấy cái kiểu mà cao trào. Tiết tấu của bạn, nhịp của bạn, tức là khi mà bạn hát theo có trống đàn được, bạn hát bình thường, nhưng mà khi nào mà buông một cái đã mơ qua rồi tha như thế là lại là cái đó là điểm yếu nhất của bạn. Mà cái điểm yếu này là trong âm nhạc không chấp nhận, tức là không có nhịp. Đó, bạn hát rất là hên xui. Tôi nghĩ là bạn muốn trở thành một ca sĩ thì bạn cần phải gấp rút tìm mọi cách để mà khắc phục cái điều này. Và hãy nhớ câu tôi nói là nếu mà bạn chưa vững nhịp thì bạn chưa có thể bay cao được. Bạn có thể bay đấy nhưng mà là đà trên mặt đất thôi. Xin cảm ơn bạn. Và chúc mừng bạn lần nữa với 94 lượt bình chọn. Cảm ơn bạn.